vết lòng thương nhờ. Em ở nơi nào, em ở đâu? Uống, phu nhân, nàng hãy rót nữa đi phu nhân, hãy rót nữa đi. Nàng hãy rót nữa đi, ta uống đây, ta uống đây. Trời ơi, trời ơi, tai nghe không bằng mắt thấy. Ta vào trong, vào trong giết tên giặc lòng, rồi hỏi tội con đàn bà phản chất. Nhưng không, thà rằng tâm thầm lặng lẽ ra đi, còn hơn nhìn một cảnh trạng đau thương, vĩnh biệt. Vĩnh biệt Hà Huy. Không, thưa bà, tôi không phải Hà Huy như bà vừa mới gọi. Chắc bà làm người giống tợ như người. Vĩnh biệt, vĩnh biệt Hà Huy. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Giờ này ai ân mình vui mấy lần, giờ này cũng yêu mà yêu với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi, tận mình tan nát lòng tôi. Là một kẻ không tuổi, không tên, không uy quyền, bạo lực nên bị người ta chôn vùi trong dĩ vãng. Khi cuộc đời cấm dốc vàng son chức trọng, quyền cao bạc tiền xả má, còn tôi không gắm công qua với một cúp liều tranh. Nghèo nàn sơ xác dột nát tan quan, mà người đời cho tôi là một con thú đi quan. Không mẹ, không cha, không nơi nương tựa, nên giờ đây lời hẹn ước năm xưa giờ trở thành giót lưỡi đầu mối của kẻ dân tình bối ban. Bà nỡ ám quyền quý cao sang nên dội bỏ bên nước năm xưa, quên lời thề năm cũ. Thì giờ đây tôi còn mở ước mà làm chỉ, khi lòng người thay đen đổi trắng, nghe lệ mặn vào tim như muốn lời tiễn biệt. Vì đời bạc như dôi đã chỉ cho tôi cầu đổi và thay lòng. Nên gác ngọc vàng son đã che lấp một câu thề, nên lối mòn xưa đã đi vào trong dĩ vãng. Khúc nhạc hẹn hò đành lạc thế tơ dương. Bà ơi, nếu đời là một thảm kịch bi thương, thì tại sao bà lại bắt một nhịp cầu tình ai? Đời thì muôn cái gì cũng tồn tại, còn bà thì chẳng ngần ngại bôi xóa ân tình. Oh,
quý ơi, tại vì nghịch cảnh trái ngang, xin anh hãy hiểu cho em mà. Bà ơi, nghịch cảnh nào lại biến đổi cô gái quê mùa thơ dại lại đi làm vợ con giặc gác bà đi tìm một cuộc sống cao sang, mỗi bước đi của bà có kẻ hầu người. Tôi với bà giờ trở thành hai người xa lạ thì không còn gì trong giây phút liên lưu. Thì xin đừng thương tiếc nữa mà làm chi hãy cố quên đi. Ta hiểu lầm rồi, sau này anh sẽ hiểu được em. Hiểu được bà, hiểu được bà để bà phản bội lại tôi.